nhìn thấy những hình ảnh này, chắc hẳn các bạn đã nhận ra diễn viên Lê Bá Anh, người đã từng có rất nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như Sóng ở đáy sông, Ngã ba cuộc đời, Sống mãi với thủ đô, Những ngọn nến trong đêm và mới đây nhất, anh cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình vô cùng ăn khách mang tên Sinh Tử. Diễn viên Lê Bá Anh được người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất mà anh còn được biết đến là người đàn ông của gia đình, luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ con. Là một diễn viên với công việc bận rộn, lịch trình quay nhiều, giờ giấc ăn ngủ thất thường nên anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Và khi bước vào tuổi tứ tuần, anh cũng phải đối mặt với quá trình lão hóa tự nhiên của cánh mày râu, đó là quá trình mãn dục, suy giảm sinh lý ở nam giới. Tình trạng này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe và cuộc sống gia đình của anh. Ban đêm, anh thường trằn trọc không yên, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, đau lưng, tiểu đêm nhiều lần, tinh thần mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, vốn là người yêu thương vợ là thế. Vậy mà giờ đây, thậm chí anh không còn ham muốn vợ chồng. Chơi thì không bao giờ nghĩ cả, bởi vì là mình còn trẻ, công việc thì cứ đều đều, đi công tác này, đi quay phim này, và mọi cái thì rất là ổn. Nhưng mà cái tuổi nó đuổi xuân đi, không thể dễ dàng mà mình có thể tỉ vào mãi được. Đến những khi mà mình thấy rằng là công việc của mình thất thường, nó dẫn đến những cái mà thay đổi trong sức khỏe. Đầu tiên thì mình không để ý đâu, thế nhưng mà càng ngày càng rõ rệt, cảm thấy rất là hay bị cảm lạnh, nhiều khi là thấy nhức đầu, hoa mắt, ăn không ngon, đau lưng mỏi gối, đi tiểu đêm. Tất cả những cái đấy nó đã làm cho mình phải quan tâm hơn đến cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sức khỏe sinh lý nam giới. Testosterone là hormone sinh dục nam cung cấp năng lượng và quyết định nhu cầu tình dục, ham muốn phái mạnh. Tuy nhiên, với quy luật lão hóa tự nhiên của cơ thể, hormone testosterone cũng bắt đầu giảm dần kể từ khi nam giới bước sang tuổi 40. Hiện tượng này kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe dễ nhận biết, điển hình là tình trạng suy giảm ham muốn tình dục. Nếu nam giới không có biện pháp cải thiện sức khỏe, khắc phục kịp thời thì sẽ có nguy cơ đối mặt với tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay tinh trùng yếu. Ngoài những thay đổi về tâm lý, nam giới có thể gặp các triệu chứng kèm theo như đau lưng, tiểu đêm, rụng tóc, thay đổi tâm lý thất thường. Vừa là người của công chúng, vừa là trụ cột trong gia đình nên diễn viên Lê Bá Anh đặc biệt quan tâm tới sức khỏe, chăm sóc bản thân. Vì vậy, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thông tin về bệnh lý. Với đặc thù công việc bận rộn, thường xuyên phải di chuyển để tìm ra cách chữa trị an toàn, hiệu quả, vừa tiện lợi khi sử dụng là bài toán khó. Chính vì vậy, khi biết đến được thuốc nam tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường, có dạng viên hoàn, thảo dược và rượu uống ngâm sẵn, đây cũng là địa chỉ mà nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Hoa Thúy đã khám chữa bệnh, diễn viên Lê Bá Anh như vớ được vàng. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về nhà thuốc Đỗ Minh Đường, không ngần ngại, anh đã liên hệ đặt lịch khám cùng lương y Đỗ Minh Tuấn. Bằng kinh nghiệm hơn 15 năm thăm khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trong đó bao gồm các bệnh về yếu sinh lý nam giới, lương y Đỗ Minh Tuấn đã tư vấn giải thích cặn kẽ diễn viên Lê Bá Anh về tình trạng sức khỏe của anh, đồng thời tư vấn nam diễn viên giải pháp khắc phục, cải thiện sức khỏe bằng bài thuốc nam gia truyền dòng họ Đỗ Minh. Tình trạng của anh Lê Bá Anh ấy thì thứ nhất là do vấn tuổi tác, vì cũng sắp 50 tuổi rồi. Tức là cái cộng với chế độ ăn uống sinh hoạt, làm việc, công việc của anh ấy đặc thù nên là không được hợp lý. Tức là dẫn đến là tình trạng cơ thể bị suy nhược, yếu và ăn uống không đủ chất hạn, không có một chế độ tập luyện thể dục thể thao để giúp huyết lưu thông. Bước sang tuổi gần 50 rồi, thế là cái chức năng của tạng thận nó kém đi, cái hàm lượng hormone sinh dục nam suy giảm. Thế là đầu tiên nó sẽ giảm ham muốn, dần dần là người mệt mỏi, uể oải, dẫn đến mất ngủ, thế nên nó suy giảm chức năng sinh lý của đàn ông. Thì với tình trạng này của anh Lê Bá Anh ấy, vừa phải bổ can tận khí huyết, vừa phải nâng cao sức đề kháng và thể trạng cơ thể của anh ấy, thì có thể dùng những vị thuốc bổ dương như là dâm dương hoắc, kỳ tử, nhục thung dung, sinh địa, bạch thược, bạch chuột, nói chung là những vị trí bổ về khí huyết. Có thể một số kiện tỳ để tăng khả năng đại bổ khí huyết cho anh ấy là nhân sâm hoặc là hoàng kỳ, kiện tỳ để tăng khả năng hấp thu thuốc cho cơ thể, để giúp cho khí huyết lưu thông, máu lưu thông tốt thì tuần hoàn máu não tốt, thì dẫn máu và dương vật tốt hơn thì nó sẽ tăng cường sinh lý. Bài thuốc chữa yếu sinh lý, suy giảm ham muốn tình dục của nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã ra đời từ 150 năm trước. Trải qua hơn một thập kỷ ứng dụng trong điều trị bệnh, bài thuốc này ngày càng hoàn thiện về thành phần, tỷ lệ dược liệu và hiệu quả điều trị bệnh. Cụ thể, một liệu trình trị bệnh bao gồm 3 bài thuốc nam, bài thuốc hồi xuân phục dương thang, bài thuốc đại bổ phục dương hoàn và bài thuốc đại bổ thận. Mỗi bài thuốc trên là sự kết hợp từ 20 đến 30 vị dược liệu quý như ba kích, nhục thung dung, dâm dương hoắc, cửu thái tử, kim anh tử, đại thục địa. Bài thuốc giúp thông kinh bổ huyết, tăng cường lưu thông máu đến nuôi dưỡng dương vật, tăng khả năng cương cứng. Đồng thời, bài thuốc còn giúp nhuận sắc, ích tủy sinh tinh, giảm mệt mỏi, tăng cường thể lực và sự dẻo dai, bền bỉ cho người bệnh, giúp bổ thận tráng dương, bồi bổ nguyên khí cho cơ thể, dưỡng tâm an thần và tạo thành hàng rào phòng hộ, ngăn các yếu tố xâm hại từ bên ngoài có thể xâm nhập vào cơ thể. Sau hơn 2 tháng kiên trì sử dụng bài thuốc nam gia truyền của nhà thuốc Đỗ Minh Đường, cùng sự ân cần tận tình trong thăm khám, chữa và theo sát liệu trình của lương y Đỗ Minh Tuấn, diễn viên Lê Bá Anh dần cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn, tình trạng mệt mỏi, khó ngủ, đau lưng, tiểu đêm thuyên giảm rồi từ từ biến mất. Từ đây, không còn cảnh muộn phiền, lo lắng, mệt mỏi như trước. Anh như được sống lại thời trai trẻ năm nào. Trước tiên thì tôi phải nói là đã có một sự thay đổi. Đầu tiên thì tôi rất là ngại về cái việc dùng những cái thuốc đông y. Vì thuốc đông y là phải sắc này, rồi là phải tán ra này, rồi các cái liều lượng nó rất là phức tạp. Trong khi đó công việc của tôi ấy thì thường phải đi xa, đi quay, đi làm phim, đi công tác, diễn kịch, đi diễn sân khấu, rồi là làm rất là nhiều những việc khác liên quan đến vấn đề nghệ thuật. Mỗi một lần nghĩ là phải sắc thuốc, cái thứ thì phức tạp lắm. Nhưng rất may là nhà thuốc Đỗ Minh Đường có cái dạng thuốc là người ta trưng sắc lên cho mình. Sau đó họ là cô đặc lại thành cao, và người ta lại làm hoàn thành như là thuốc tễ. Dùng cái đấy rất là tiện. Khi mà đi xa tôi cứ theo đúng cái liều lượng mà lương y Đỗ Minh Tuấn đã hướng dẫn cho tôi. Mà tôi dùng như thế, phải nói là 2 tháng thôi. Nhưng mà quả thật là cả một sự biến đổi một cách rõ rệt ấy. Nhân đây tôi cũng phải nói là rất là cảm ơn lương y Đỗ Minh Tuấn. Không còn những đêm trằn trọc khó ngủ, sức khỏe được cải thiện, tinh thần sảng khoái. Giờ đây anh có thể tự tin song ca cùng vợ và hạnh phúc gia đình được trọn vẹn như ngày nào. Không chỉ có diễn viên Lê Bá Anh, bài thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường đã giúp hàng nghìn quý ông nâng cao sức khỏe, lấy lại được phong độ và đời sống vợ chồng viên mãn. Đây cũng là địa chỉ tin cậy được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn là nơi chăm sóc sức khỏe, như nghệ sĩ Xuân Hinh điều trị thoái hóa cột sống cổ thành công sau 2 tháng, diễn viên Hoa Thúy chữa khỏi viêm xoang, viêm họng mãn tính sau 3 tháng. Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề sinh lý nam giới hay bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, hãy đến với nhà thuốc Đỗ Minh Đường tại địa chỉ số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, hoặc liên hệ hotline 024 6253 6649, 0984 650 816 để được thăm khám, tư vấn và điều trị tận tình nhất.